Kính thưa quý vị, bão Solit tấn công miền đông của Trung Cộng, tin từ Chiết Giang. Bão Solit đã tấn công nhiều nơi ở bờ biển phía đông Trung Cộng vào ngày hôm qua, sau khi quét qua Đài Loan và đổ bộ vào các tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang, Trung Cộng vào buổi chiều. Trung tâm khí tượng quốc gia cho biết là tốc độ gió ở tâm bão đã lên tới 118 km/h khi nó đổ bộ vào Phúc Kiến khoảng 4 giờ chiều theo giờ địa phương. Tuy nhiên, tại huyện Ngọc Hoàng, những người yêu thích bão vui thích ngắm cảnh những con sông lớn đã đập vào đất và dọc theo bãi biển. Chính quyền địa phương đã điều động nhân viên tới thuyết phục mọi người rời khỏi và tới nơi an toàn. Nhưng một số người đã từ chối, bỏ lỡ cơ hội ngắm những cột nước cao tới 10 thước. Trung Cộng đã di tản hơn 500.000 người trước cơn bão. Hàng ngàn binh lính đã được điều động để đối phó với hậu quả. Nhà chức trách cũng đã ra lệnh cho hàng chục ngàn tàu đánh cá trở về cảng, đình chỉ các chuyến phà và hủy hàng chục chuyến tàu cao tốc từ Chiết Giang và Phúc Kiến. Hành khách đứng trực nhà ga chính tại thành phố Thượng Hải khi các chuyến tàu đi về hướng Nam đã bị hủy bỏ. Các chuyến bay từ thành phố Hồng Kiều tới các thành phố tại tỉnh Phúc Kiến cũng đã bị hủy bỏ. Bão Solit dự trù sẽ suy yếu và di chuyển vào đất liền theo hướng Tây Bắc.